Có mẫu xe nào Ford Everest tầm tiền vừa phải hay không? Thì xin thưa với các bác, em đang có một cái mẫu xe Ford Everest sản xuất năm 2019 bản Titanium 2 cầu. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Ford Everest, đã được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Và bên cạnh đó đã được trang bị cái rất nhiều những cái tính năng, bao gồm có hộp số tự động 10 cấp các bác nhá. Động cơ biturbo rồi. Đấy, động cơ biturbo Ford Everest Titanium các bác nhá, Titanium. Đấy, rất là mới luôn các bác nhá, rất là mới luôn. Vâng. Bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm những dòng xe này thì có thể comment xuống phía dưới đó. Có thể comment xuống phía dưới nhá các bác nhá, có thể comment xuống phía dưới. Đấy. Anh chị em nào đang có nhu cầu tìm kiếm dòng xe này thì có thể comment xuống phía dưới đây các bác nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy đấy ạ. Vâng. Rồi anh chị em thân mến, thì BK Hà Nội Vương Quốc Gầm Cao đang có một cái mẫu xe Ford Everest Titanium các bác nhá, Titanium. Rất là mới luôn, sản xuất năm 2019 các bác nhá. 2019 rất mới, rất mới luôn. Về phần keo chỉ thì các bác có thể thấy đối với lại keo chỉ thì chúng tôi cam kết 100% là nguyên bản cho các bác nhá. 100% là nguyên bản. Các bác có thể nhìn thấy đây. 100% là nguyên bản. Bác nào đang quan tâm thì có thể comment xuống bên dưới đấy ạ. Comment xuống bên dưới nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, anh chị em nào đang quan tâm đến phần giá xe thì có thể đến tua nhanh đến đoạn cuối của video clip các bác nhá. Và chúng em sẽ quay chi tiết cho các bác để các bác có thể cảm nhận được và không cần phải đến showroom có thể xem xe các bác ơi. Đây các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy. Lốp xe cua đây, à lốp đây, lốp xe đây, gầm xe còn khá là mới. Lốp và gầm xe còn rất mới luôn các bác nhá, rất là mới. Rồi bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm cái dòng xe này thì có thể comment xuống bên dưới cho em đấy, comment xuống bên dưới đấy ạ. Đây các bác nhìn này. Đấy. Cực mới luôn các bác nhá. Ford Everest Titanium 2019 bản 2 cầu. Đấy, 2019 bản 2 cầu các bác nhá. 2019 bản 2 cầu. Tầm tiền bây giờ thì rất là mới rồi, rất là vừa tiền rồi. Đấy, tầm tiền bây giờ thì nó rẻ hơn so với lại cái thời điểm cao điểm. Nó đến khoảng tầm hơn 100 triệu nhá. Đấy. Cách đây khoảng tầm 1 tháng thì xe này bây giờ cũng rẻ hơn khoảng tầm 100 triệu rồi. Đây cũng là thời điểm đáy nhất thị trường rồi các bác nhá. Đáy nhất thị trường các bác. Đây các bác nhìn này. Đấy. Cực mới luôn. Thời điểm này là đáy nhất thị trường. Bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm dòng xe này thì comment xuống phía dưới nhá. Đấy, comment xuống phía dưới đi. Đấy. Ford Everest biturbo các bác nhá. Xe này em đang chào bán với mức giá loanh quanh 1 tỷ 1 và giá thì có thể thương lượng được. Bác nào có nhu cầu tìm kiếm dòng xe này thì có thể comment xuống phía dưới cho em. Chúc bác thật nhiều sức khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị các bạn.